Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là cặp cái sinh tơ chữa các bạn. Cặp cái sinh tơ chữa này ở trại bò của anh Ngon các bạn. Đây, con đầu tiên các bạn ha, ăn uống đâu rất giỏi bạn, không lan giá nha, rúng yếm đâu nghiêm chỉnh các bạn, rúng nè, yếm nè, nghiêm chỉnh nè, sái tích túng các bạn, chân kiền khú các bạn. Sái tích đúng chân kiền khú, cao 1m28 bò, chữa 3 tháng 3B, giá 29 triệu các bạn. Cái sinh tơ nha, giá 29 triệu các bạn. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, lông đuôi một chùm luôn, không lan giá, vàng rúng nè. Rúng dài, chân móng là hoàn thiện, chân là chân kiền khú các bạn. Móng là móng sò hoa đen, cày đuôi chà bá luôn các bạn thấy không, lông đuôi một chùm, chân móng sò hẳn băng các bạn ơi, chân móng sò hẳn băng nè. Chữa 3 tháng 3B các bạn, giá 29 triệu các bạn. Chữa 3 tháng 3B giá 29 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Con này cái sinh tơ chữa nha các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, chân là móng sò hết các bạn. Chân là móng sò nha. Ăn uống đồ rất là giỏi các bạn. Hoa đen, cày đuôi chà bá. Đây, con tiếp theo. Chữa 5 tháng các bạn, con này chữa 5 tháng nha. Chữa 5 tháng, chữa 3B 5 tháng các bạn. Cái sinh tơ chữa 3B 5 tháng. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn, hoa đen, chân móng hoàn thiện, cái sinh tơ luôn các bạn. Con này cao 1m26 bò các bạn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, rúng dài yếm dày nè các bạn, hoa đen, cao 1m26 bò, chữa 5 tháng 3B, giá 26 triệu luôn các bạn, giá 26 triệu, cái sinh tơ nha các bạn, cái sinh tơ chữa 5 tháng 3B, cao 1m26 bò, giá 26 triệu luôn các bạn. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, chân móng sò hoàn thiện hết, hoa đen khui các bạn ơi. Hoa đen khui à, sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Nói chung là hang xin chữa này, con này cũng quyền bò hết các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, lưng thẳng băng, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Giá 26 triệu, chữa 5 tháng 3B, giá 26 triệu các bạn. Đó, quà nè các bạn không? Đèn khui, cậy đuôi, chà bá. Sái tích được nghiêm chỉnh, cao 1m26 bò. Cao 1m26 bò các bạn. Đó, cao 1m26 bò. Đó, chữa 5 tháng 3B, giá 26 triệu luôn các bạn. Đó, cái xin tờ chữa nha các bạn. À, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video các bạn. Trại bò của anh Ngon nằm ở 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn, gần sân banh Tân Hành Đông. Ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, gần sân banh Tân Hành Đông. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.